Nhờ kết hợp giữa khả năng tàng hình, độ cơ động cao, tích hợp nhiều thiết bị điện tử tinh vi và hệ thống vũ khí đầy uy lực. F-22 Raptor dài 18,9m, cao 5,1m, có sải cánh 13,6m và sở hữu diện tích phản xạ radar cực nhỏ, chỉ vào khoảng 0,0001m², tương đương diện tích của một đồng xu, thậm chí là viên bi. Nó có thể kết hợp khả năng tàng hình và tốc độ bay siêu âm, vận tốc hành trình lên đến Mach 1.8, tức là hơn 2.200 km/h. Ngoài EF-2000 của châu Âu ra, thì chưa có loại máy bay nào khác làm được điều này, kể cả F-35 và Su-57. Trước khi dây chuyền sản xuất F-22 ngừng hoạt động, đã có tổng cộng 187 chiến đấu cơ loại này được xuất xưởng. Tuy nhiên hiện chỉ còn 183 chiếc đang trực chiến. Không quân Mỹ từng tự tin rằng một chiếc F-22 đủ sức tiêu diệt tới 10 chiếc Su-30 trong không chiến, cho nên con số sản xuất chỉ cần yêu cầu tới 187 máy bay là đủ. Đến đây quý vị có thể thắc mắc rằng chiến thần F-22 có hỏa lực ghê gớm thế nào mà khiến Mỹ có thể nắm giữ ưu thế trên không tuyệt đối so với các đối thủ khác. Câu trả lời là F-22 được trang bị hệ thống radar mảng pha cực mạnh ANAPG-77V1, có khả năng phát hiện mục tiêu cỡ 1,2m ở khoảng cách 240 km. Phi công chỉ việc ấn nút khai hỏa tên lửa E-120D có tầm bắn lên tới 180 km để tiêu diệt mục tiêu khi đối thủ còn chưa nhận ra sự hiện diện của nó trong khu vực. Ngoài pháo 6 nòng M-61A2, F-22 Raptor có 3 khoang vũ khí nằm trong thân và các giá treo bên ngoài. Để không chiến, F-22 sẽ mang theo 6 tên lửa M120C AMRAAM tầm bắn 120 km và 2 tên lửa M9 Sidewinder. Để tấn công mặt đất, F-22 mang theo 3 bom thông minh GBU-32 JDAM loại 204 kg hoặc 3 bom GBU-30 JDAM loại 454 kg cùng một số nhỏ tên lửa không đối không. Với nhiệm vụ tuần liễu, F-22 chỉ mang theo 4 thùng dầu phụ và 8 tên lửa tầm ngắn M9. Radar và các cảm biến được nâng cấp giúp F-22 có được những thông tin giá trị về mục tiêu và chia sẻ với các chiến đấu cơ khác như F-15 Strike Eagle. Trong tương lai, F-22 có thể sẽ trở thành đối tác hỗ trợ cho tiêm kích thế hệ thứ 6, PCA, tương tự sự phối hợp hiện nay giữa tiêm kích thế hệ thứ 4 và thứ 5. Ngoài IRST tối tân có thể phát hiện theo dõi tiêm kích tàng hình F-22 ở khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, ngay cả trong thời tiết tốt, việc dò tìm F-22 bằng hệ thống IRST cũng kém hiệu quả bởi phạm vi quét của hệ thống này kém radar, trong khi RCS của F-22 lại quá nhỏ. F-22 được tích hợp radar quét bằng pha điện tử chủ động AESA mạnh, hệ thống tác chiến điện tử mới, động cơ vector lực đẩy và tầm bắn đủ xa để giảm thiểu nhu cầu tiếp nhiên liệu trên không. Khả năng trốn tránh radar của F-22 cho phép nó hoạt động trong những không phận được bảo vệ chặt chẽ, nơi mà các chiến cơ thế hệ 4 như F-18 hoặc F-15 sẽ rất dễ bị tổn thương. Tháng 4 năm 2006, Văn phòng Kiểm toán Mỹ ước và chỉ có một vài lần rời khỏi lãnh thổ Mỹ để không kích phiến quân Hồi giáo IS ở Iraq và thực chiến ở Syria. Sử dụng chiến đấu cơ tối tân nhất để oanh tạc một tổ chức khủng bố ít khả năng phòng không, chính phủ Mỹ đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích dùng dao mổ trâu để giết gà.